Đàm Tùng Vận tỉnh Bách Nhân gây đỏ mặt vì quá tình tứ, còn quay cảnh ôm hôn trên giường. Đàm Tùng Vận tỉnh Bách Nhân có hàng loạt cảnh ôm hôn gây đỏ mặt cho khán giả trong phim ngôn tình mới. Ekip sản xuất phim truyền hình Quy Lộ đã tung ra loạt ảnh quen hỏng mắt giữa hai diễn viên chính Đàm Tùng Vận và tỉnh Bách Nhân. Theo đó, Đàm Tùng Vận tỉnh Bách Nhân ôm ấp, hôn môi nồng cháy khá nhiều lần. Đáng chú ý nhất là cảnh tỉnh Bách Nhân bồng bế Đàm Tùng Vận đặt lên giường, sau đó hai người tiếp tục hôn nhau. Sự nhịp nhàng ăn ý của bộ đôi nổi tiếng khiến khán giả cũng ngượng ngùng và đỏ mặt. Liệu rằng ekip sản xuất của Quy Lộ có tiếp tục chiếu đãi fan bằng cách thêm thắt các tình tiết mang tính 18 hay không? Câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Ở một diễn biến khác, ekip sản xuất cũng tung ra cảnh đám cưới của Đàm Tùng Vận tỉnh Bách Nhiên. Trong chiếc váy trắng tinh khôi, Đàm Tùng Vận nở nụ cười ngọt ngào, còn tỉnh Bách Nhiên cũng kịp đốn tim người hâm mộ với dáng vẻ bảnh bao và lịch lãm. Quy Lộ là câu chuyện nói về hai nhân vật tên Lộ Viêm Thần tỉnh Bách Nhiên và Quy Hiểu Đàm Tùng Vận. Mối tình của hai người bắt đầu từ thời còn đi học, là kiểu trải qua cay đắng ngọt bùi từ thời thanh xuân. Sau khi tốt nghiệp, Lộ Thần đi khắp nơi tập huấn, cả hai ít gặp nhau, rồi dần xảy ra mâu thuẫn và chia tay. Hai người thực tế vẫn còn yêu nhau nhưng không ai chịu xuống nước xin lỗi đối phương. Rồi đến 10 năm sau họ gặp lại và lửa tình lại bùng cháy. Thời điểm này Lộ Thần đã trở thành đội trưởng của đội phòng chống tội phạm, thường xuyên phải đối mặt với những trận chiến nguy hiểm. Còn Quy Hiểu thì tiếp tục con đường kinh doanh, có nhiều thành tích trong công việc đầu tư. Sự khác biệt về tính cách, suy nghĩ và công việc liệu có khiến họ xa nhau thêm một lần nữa hay không? Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.